Giá xăng dầu thế giới đồng loạt tăng nhẹ, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu tăng 12 sen lên 92,34 đô la Mỹ một thùng. Dầu thô WTI của Hoa Kỳ cũng tăng 14 sen lên 90,93 đô la Mỹ một thùng. Trong tuần trước, cả hai hợp đồng này đều tăng hơn 1%. Giá dầu thế giới vẫn neo ở mức cao trên mốc 90 đô la Mỹ một thùng do nguồn cung sụt giảm. Trong nước, tại kỳ điều hành trong tuần này, xăng E5 RON 92 giảm 695 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 906 đồng một lít. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.500 đồng một lít và xăng RON 95 là 24.840 đồng một lít.